Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Sức Khỏe Tự Nhiên. Kính chào quý vị và các bạn. Thay mặt những người làm chương trình, chúng tôi xin kính chúc quý vị và các bạn dồi dào sức khỏe và tràn đầy niềm vui trong cuộc sống. Ít người biết 4 thời điểm bổ sung nước mang lại lợi ích vàng cho cơ thể. Quý vị và các bạn thân mến, vậy làm thế nào chúng ta biết cách uống nước để ngăn ngừa bệnh tật và mang lại những lợi ích vàng cho cơ thể? Bác sĩ nói rằng cách tốt nhất là bổ sung nước theo nhu cầu của cơ thể vào 4 thời điểm. Tiểu Vương 30 tuổi ở Trung Quốc phải đến khoa cấp cứu của bệnh viện vì đau thắt lưng nghiêm trọng. Sau khi kiểm tra xong, bác sĩ nhanh chóng tìm ra nguyên nhân. Trong thận của Tiểu Vương có rất nhiều sỏi, theo thời gian dài gây viêm và những cơn đau đớn nghiêm trọng. Anh được chỉ định phải phẫu thuật gấp để tránh nguy hiểm. Được biết, Tiểu Vương là người rất ít uống nước vì ngại việc phải đi vệ sinh nhiều lần trong ngày. Thói quen này theo anh trong nhiều năm và dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng. Nhưng chỉ đến khi được bác sĩ tư vấn, Tiểu Vương mới biết nhịn uống nước sẽ gây hại cho cơ thể và dẫn đến sỏi thận. Vậy làm thế nào chúng ta có thể ngăn ngừa sỏi thận? Bác sĩ nói rằng cách tốt nhất là bổ sung nước theo nhu cầu của cơ thể. Thật vậy, những người uống ít nước không chỉ dễ bị sỏi thận mà còn vì thiếu nước mà da khô, nước tiểu giảm và chất thải trao đổi chất của cơ thể không được bài tiết kịp thời, dễ bị nhiễm trùng đường tiết niệu. Ngược lại, những người uống nhiều nước có khả năng sống lâu hơn do uống nhiều nước làm loãng máu, làm giảm độ nhớ của máu, thúc đẩy bài tiết nước tiểu và duy trì việc cung cấp nước cho các cơ quan khác nhau của cơ thể. Nhưng trong cuộc sống thực, nhiều người uống nước một cách thụ động, tức là khi cảm thấy khát mới nghĩ đến việc tìm nước uống. Nhưng khi cơ thể đã phát ra tín hiệu khát, tức là tình trạng thiếu nước đã rất nặng. Vì vậy, bác sĩ khuyến cáo bạn nên uống nước vào 4 thời điểm này trong ngày sẽ mang lại lợi ích vàng cho cơ thể. Uống nước sau khi ngủ dậy. Buổi sáng sau khi thức dậy là làm vệ sinh cá nhân xong thì việc tiếp theo các bạn nên làm là uống một cốc nước. Uống nước vào thời điểm này có tác dụng kích thích các cơ quan nội tạng hoạt động, đặc biệt là dạ dày, và loại bỏ các độc tố trước khi dùng bữa sáng. Sau khi uống khoảng 30 phút, các bạn hãy ăn sáng để cung cấp năng lượng bắt đầu cho một ngày mới. Uống nước sau bữa trưa. Các bạn thường dùng bữa trưa khoảng 11 giờ đến 12 giờ. Vậy thì sau bữa trưa khoảng 30 phút chính là thời điểm vàng thứ hai để các bạn cung cấp nước cho cơ thể. Uống nước vào thời gian này giúp cải thiện hệ tiêu hóa, giúp các chất dinh dưỡng được chuyển hóa và hấp thụ hiệu quả. Uống nước trước khi tắm. Các bạn có thể chưa biết uống nước trước khi tắm rất tốt cho sức khỏe. Nước sẽ giúp điều chỉnh nhiệt độ cơ thể và làm giảm huyết áp. Nếu các bạn uống một cốc nước trước khi bắt đầu tắm, thì sau đó cơ thể sẽ cảm thấy rất thoải mái. Khoảng nửa giờ trước hoặc sau khi tập thể dục buổi tối. Theo các nhà khoa học, uống quá nhiều nước trong quá trình tập thể dục có thể có những phản ứng phụ tiêu cực. Trong thời gian tập luyện căng thẳng, nhiệt độ cơ thể của một người tăng lên khiến họ cảm thấy nóng. Nhưng uống quá nhiều nước để làm mát trong khi luyện tập có thể làm cạn kiệt chất điện phân. Điều này dẫn đến người đó có thể bị đau đầu, buồn nôn, chóng mặt. Hơn nữa, uống quá nhiều chất lỏng có thể nguy hiểm cho những người có bệnh tim vì nó làm tăng căng thẳng tim. Đó là lý do tại sao bác sĩ khuyên bạn nên uống nước trước hoặc sau 30 phút mỗi khi tập luyện. Ngoài 4 thời điểm vàng để uống nước trên, thì các bạn có thể uống thêm nước bất cứ thời điểm nào mình muốn để đảm bảo nạp đủ lượng nước cần thiết cho cơ thể. Tuy nhiên, các bạn nên tránh 3 thời điểm sau. Khi nước tiểu quá trong và không màu. Nước tiểu của bạn nhạt màu hoặc không màu thì chứng tỏ cơ thể bạn đã được cung cấp đủ lượng nước cần thiết. Chính vì vậy, ngay khi thấy biểu hiện này, các bạn nên ngừng uống nước để tránh bị ngộ độc nước, đau đầu, suy thận. Trong bữa ăn, các bạn có thể uống nước trước bữa ăn và sau bữa ăn. Tuy nhiên, tuyệt đối không nên uống nước trong bữa ăn.
Uống nước trong bữa ăn khiến bạn cảm thấy nhanh no bụng hơn, thức ăn được nuốt dễ dàng hơn. Tuy nhiên, vì không được nhai kỹ, nên dạ dày sẽ phải làm việc vất vả hơn. Bên cạnh đó, việc uống nước trong bữa ăn còn dễ dẫn đến tình trạng đầy hơi, khó tiêu, cản trở hấp thụ dinh dưỡng và tạo điều kiện cho mỡ tích tụ trong cơ thể. Khi vận động mạnh, cơ thể sẽ mất nhiều nước vì bị đổ mồ hôi qua da. Chính vì vậy, sau khi vận động mạnh xong, các bạn có thể sẽ cảm thấy rất khát nước. Tuy nhiên, vào thời điểm này, các bạn không nên uống nước vì sẽ dễ làm loãng nồng độ natri trong máu, gây ra tình trạng thiếu hụt natri, hạ natri. Nặng hơn, có thể gây buồn nôn, nôn mửa, mặt tái xanh, tim đập nhanh, thở gấp, vân vân, thậm chí có thể tử vong. Các bạn nên nghỉ ngơi tầm 10 đến 15 phút, sau đó uống nước từ từ thành ngụm nhỏ để bù đắp nước cho cơ thể. Đặc biệt, các bạn có thể sử dụng các sản phẩm nước khoáng có chứa các khoáng chất natri, canxi, kali, magie, vân vân, như nước khoáng Lavi hay nước Vĩnh Hảo, vì chúng rất tốt cho những người thường xuyên vận động mạnh và liên tục, cung cấp đủ lượng nước mà cơ thể cần mỗi ngày và uống vào những thời điểm thích hợp sẽ mang đến cho bạn nguồn sức khỏe dồi dào và luôn tràn đầy năng lượng để đón chào một ngày mới cho mọi hoạt động. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn vào nút đăng ký để ủng hộ kênh và nhấn vào chuông thông báo để nhận được những video mới nhất và hay nhất của Sức Khỏe Tự Nhiên. Cuối cùng, xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video lần sau.